Để xe ở góc sân mà bão Yagi nó dắt hộ ra giữa sân, đã thế lại còn trong tư thế nằm nữa. Đây có lẽ là câu nói thay cho mọi lời bình luận về sức tàn phá của bão Yagi. Ở mặt tiêu cực của nó thì thôi khỏi phải nói đến nữa rồi. Giờ này bà con ra đường là đều có thể thấy được mọi thứ nó đang ngổn ngang như thế nào. Thế nhưng nếu nhìn ở mặt tích cực thì nhờ có bão Yagi mà người ta mới hiểu được chung cư ở Hà Nội đang ngáo giá ra làm sao. Cách đây có 2 ngày thôi mà giá chung cư đã được thổi lên gần ngang với giá của biệt thự liền kề. Đến giờ này thì nhiều người mới nhận ra được giá trị thực của nó, khi mà gần như nhà nào cũng bị hiện tượng thấm nước qua các khe cửa sổ, xô chậu, khăn mặt hay băng vệ sinh đều được bà con huy động hết công suất ra để che chắn. Nhà nào cũng có sự sáng tạo riêng của mình để ngăn nước tràn bờ đê. Cay nhất là những gia đình đã bỏ ra nhiều tiền hơn để mua căn góc ở chung cư, thế nhưng gặp bão Yagi này họ đã bị ăn trọn bộ luôn, chạy đâu cũng ướt. Cái tởm nhất của các chung cư trong đợt bão này đó là việc nó bị sập trần thạch cao. Cái này thì khỏi phải chống luôn. Các cụ có còng lưng gánh được tí nào thì gánh, chứ còn con cháu là chịu chết rồi. Nổi tiếng nhất ở trên Facebook ngày hôm nay có lẽ là một chị viết bài khoe về việc ở chung cư tầng cao, thế nhưng mà chẳng thấy bão gió, chẳng thấy thấm rột đâu cả, cứ ngủ vắt cả lưỡi lên thôi. Tất nhiên thì bà chị này cũng đã bị ăn chửi sấp mặt, không ăn chửi hơi phí ấy chứ. Thế nhưng nếu nhìn ở mặt tích cực thì có lẽ chị cũng nên cho mọi người biết chung cư chị đang ở là chung cư nào đi, để cho anh em có mục tiêu mua cái nhà xịn xịn để ở. Chứ bây giờ nhá, mất cả đống tiền tưởng là mua nhà để nhà nó hầu mình, nó che mưa che nắng cho mình. Thế nhưng mà như hiện tại thì ai mới đang là người hầu ai? Sợ nó ngập nhà là một chuyện, thế nhưng sợ nó hỏng đồ, sợ nó bong sàn gỗ lại là cả một đống tiền nữa. Bên Triệu Sàn Gỗ ngày xưa em quảng cáo, bây giờ họ đang chạy việc không xuể nữa rồi. Hết bão là một chuyện, thế nhưng bao giờ mới dọn hết được cái đống tro tàn mà bão Yagi để lại, nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khó khăn trước mắt của bà con vẫn đang còn quá nhiều. Khi mà siêu bão Yagi đi qua thì nhiều người mới đặt câu hỏi, đó là người ta đặt tên bão theo cách nào? Tại sao bão lại được đặt theo tên của người phụ nữ? Thực tế thì việc bão được đặt theo tên của người phụ nữ như này nó chỉ tồn tại đến năm 1979 mà thôi. Khi mà phong trào đòi bình đẳng giới xuất hiện thì việc đặt tên bão theo tên của người phụ nữ đã không còn tồn tại nữa. Kể từ năm 1979 trở đi thì hệ thống đặt tên mới đã được thiết lập. Tên của đàn ông và tên của phụ nữ đã được sử dụng luân phiên cho các cơn bão. Hệ thống đặt tên bão hiện tại được quản lý bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới. Tổ chức này đã xây dựng lên danh sách tên bão cho từng khu vực, bao gồm khu vực Đại Tây Dương, khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Các tên trong danh sách này thường được chọn từ rất nhiều các quốc gia khác nhau để phản ánh tính đa dạng văn hóa. Mỗi một khu vực sẽ đều có một danh sách riêng và danh sách này sẽ được sử dụng luân phiên hàng năm. Nếu một cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng thì tên của nó có thể bị loại bỏ khỏi danh sách và được thay thế bằng một tên khác để tránh gợi lại những ký ức đau buồn. Ví dụ như kiểu Trung Quốc thì họ đề cử tên bão là Ngộ Không, bên Lào thì họ đề cử tên bão là Champa. Việt Nam mình cũng có gửi đề cử những cái tên rất thuần túy Việt Nam để đặt cho bão, ví dụ như kiểu là Sơn Tinh, Cỏ May hay là Ba Vì. Mặc dù bây giờ câu chuyện đặt tên cho bão đã văn minh hơn, thế nhưng rất nhiều người, nhất là cánh đàn ông, họ vẫn thích gọi các cơn bão theo tên của phụ nữ vì nó ý nghĩa hơn và nó xuất phát từ nguồn gốc văn hóa sâu xa của nó, chứ không phải là người ta đặt một cách bừa phứa. Đặt tên bão như bây giờ nó chả có gì hay cả. Kiểu như bão Yagi này, nó là tên do Nhật Bản họ đặt, có nghĩa là con dê hoặc là chùm sao market thôi, chứ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặt tên cho bão theo tên của phụ nữ nó vẫn sâu sắc hơn rất nhiều. Chuyện đặt tên cho bão theo tên của người phụ nữ đã có từ thời Thế chiến thứ 2 rồi. Ngày đó thì các nhà khí tượng lục quân và hải quân của Mỹ, họ đã nghĩ ra cách phải đặt tên cho từng cơn bão để dễ nhớ, dễ gọi. Chứ bão ở trên biển nó xuất hiện liên tục mà lại cứ dùng số đếm thì rất dễ loạn. Theo như tài liệu viết lại thì thời chiến tranh, các thủy thủ họ có xu hướng đặt tên cho những thứ quan trọng như kiểu là máy bay hay là tàu chiến là tên của người thân. Điều này sẽ giúp mang lại cho họ cái cảm giác gần gũi và có thể mang lại may mắn trong các tình huống nguy hiểm. Đặc biệt nhất là nó giúp họ giảm căng thẳng khi đang ở chiến trường. Chính vì thế nên họ cũng đặt tên cho các cơn bão là tên của những người phụ nữ cho nhẹ nhàng. Ngoài ra thì nhiều người còn cho rằng đặt tên bão theo tên của phụ nữ như vậy sẽ giúp cho binh lính ở ngoài biển có thêm sức mạnh. Lúc đó thì họ chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Một là mày sẽ đảo ngũ để về nhà đối đầu với vợ. Còn hai là mày sẽ ở lại để đối đầu với bão.
Đứng trước hai lựa chọn như vậy thì hầu như ông nào cũng lựa chọn cái thứ hai vì cái việc đấy nó dễ làm hơn. Đó là ở góc độ của bối cảnh dẫn tới việc gọi bão là tên của phụ nữ. Thế nhưng ở góc độ của ngôn ngữ, của văn hóa thì việc đặt tên bão như vậy cũng đúng hoàn toàn luôn. Trong tiếng Anh thì bão là storm, cái này chả có gì đặc sắc cả. Thế nhưng ở trong tiếng Pháp thì bão nó là tompête. Đây là một danh từ thuộc giống cái, một cái thứ rất hay mà chỉ có ai học tiếng Pháp thì người ta mới hiểu thôi. Nói nôm na thì các danh từ trong tiếng Pháp được chia thành giống cái và giống đực. Giống cái thì mạo từ đi trước sẽ khác, còn giống đực mạo từ đi trước sẽ khác. Nó cũng la lá như kiểu tiếng Việt của mình vậy. Đối với tiếng Việt của mình thì sông với hồ đều là danh từ đúng không? Thế nhưng mà tại sao người ta lại gọi là con sông và là cái hồ? Tại sao cái bộ ấm chén của con trai thì được gọi là con cờ? Đấy, còn cái đấy của phụ nữ ấy thì người ta gọi là cái lờ. Khi nào thì dùng từ con mà khi nào thì dùng từ cái đây? Ở trong tiếng Pháp nó cũng y hệt như vậy. Bão nó là danh từ thuộc giống cái. Chính vì thế nên người ta muốn đặt tên cho nó theo tên của những người phụ nữ. Đó là về mặt ngôn ngữ, còn về mặt triết lý thì nó lại cũng đúng nữa cơ. Bởi phụ nữ và bão có rất nhiều điểm chung. Đầu tiên đó là sự khó lường và thay đổi nhanh chóng. Đố ai có thể đoán trước được đường đi của bão và đố ai có thể đoán trước được cái cách phản ứng của người phụ nữ. Có lúc thì họ mạnh lên nhanh quá, có lúc thì đùng một cái họ lại chuyển bão thành áp thấp nhiệt đới. Cái giống nhau thứ hai đó là sự tĩnh lặng và bùng nổ. Bão càng tĩnh lặng thì người ta càng sợ. Y như kiểu đêm qua tự nhiên Hà Nội lắc gió một phát thôi là người dân mặt cắt không còn tí giọt máu nào cả. Y hệt như kiểu người phụ nữ cũng vậy, khi mà họ đang im lặng là lúc mà họ đáng sợ nhất. Cuối cùng, cái giống nhau giữa bão và phụ nữ đó là nếu như bạn muốn tồn tại thì bạn phải biết chung sống với nó, chứ bạn không thể nào chống đỡ được nó. Không có một chuyên gia nào có thể đỡ nổi bão, không có một ông chồng nào có thể đỡ nổi cơn giận của vợ. Chính vì thế nên các cơn bão được đặt tên theo tên của người phụ nữ cũng có lý do của nó cả. Bây giờ mà ở Việt Nam đặt tên các cơn bão là Linh này, hay là Trang này, hay là Lan đi chẳng hạn, ui rồi hiệu quả tăng gấp đôi luôn nhá. Lúc đấy nhá, bão mới chỉ đang le ve ở Philippines thôi, là các ông chồng và các bố đã đi siêu thị tích trữ đồ rồi thì chui vào bếp nấu nướng hết rồi. Sợ vợ nó là chuyện mặc định, chứ làm gì có định nghĩa là nể vợ mới lại tôn trọng vợ đâu. Vợ mình cũng như kiểu bão ấy, cả nước cùng sợ chứ đâu riêng ai. Chính vì thế nên cách duy nhất để tồn tại đó là phải tìm cách chung sống với bão mà thôi. Đùng một cái sáng thứ hai, vợ lại kêu là điện thoại bị hỏng. Mặc dù là mình cầm lên vẫn thấy nghe gọi bình thường, chụp ảnh các thứ bình thường. Thế là phải hiểu ngay, iPhone 16 mùng 9 tháng 9 này nó ra mắt rồi. Hoặc nhá, đang yên đang lành nhá, vợ lại kêu ui hồi đau lưng quá, không cầm nổi cái chổi để quét nhà đâu cơ. Ấy, thế thì anh em đừng có đi dọn nhà vội, mà phải mua ngay cho vợ cái ghế định hình cột sống sếp ơi. Ghế định hình cột sống của PRBS giúp chị em, đặc biệt là những ai đang mang bầu, đỡ mỏi lưng hơn, cải thiện đau nhức mỏi vùng lưng dưới. Ngoài ra thì còn cải thiện được tình trạng béo bụng. Khi ngồi chuẩn dáng thì sờ vào bụng sẽ thấy ngay được cái cơ bụng nó đang hoạt động để nâng đỡ cơ thể. Đối với các anh em thì quan trọng nhất khi ngồi cái ghế này là nó giúp cải thiện vùng lưng dưới. Vì lưng dưới mà đau ấy là cái chuyện đêm muộn nó nhục ơi là nhục, không thể nào làm ăn được gì cả. Chính vì thế nên nếu như công việc của anh em mà hay phải ngồi nhiều thì em cầu xin là anh em nên mua lấy một cái ghế định hình cột sống này để chỉnh lại cái dáng ngồi cho chuẩn. À mà đấy, khi mua ghế thì anh em nhớ đọc phát Tuấn Tiền Tỷ để nhận phần quà trị giá 150k từ em đó nha. Thông tin chi tiết về chiếc ghế định hình cột sống này em để ở phía dưới phần bình luận nha sếp ơi.